Ngày 11 tháng 4, hệ thống bán lẻ chăn ga gối đệm Vua Nệm đã chính thức khai trương cửa hàng có địa chỉ tại số 128 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động để quý khách hàng có thêm nhiều lựa chọn cho việc trải nghiệm các sản phẩm chăn ga gối đệm đa dạng và chất lượng hơn nữa. Cùng với đó là nhiều chương trình khuyến mãi lớn như khuyến mãi tới 50% giá toàn bộ các sản phẩm đệm và chăn ga gối chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong thời gian khai trương, 100 khách hàng đầu tiên sẽ có cơ hội mua gối cao cấp chỉ với 9.000 đồng. Được biết, cửa hàng 128 Trần Duy Hưng có diện tích 500m² là cửa hàng đầu tiên nằm trong chuỗi 160 cửa hàng sẽ được Vua Nệm mở rộng trong năm 2021. Theo ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Media Báo Pháp Luật Việt Nam, ngay từ sáng sớm đã có rất đông khách hàng đến trải nghiệm và mua hàng tại số 128 Trần Duy Hưng. Tôi đã mua ít nhất là 3 cái đệm ở đây rồi ấy, thì tôi thấy là sản phẩm ở bên này rất là ok ấy. Nên là khi đi qua đây thì tôi nhìn thấy bên này có khai trương giảm giá đến tận 50%, nên là tôi đã lựa chọn hôm nay qua để mua nệm để phục vụ cho việc chúng tôi đang có nhà mới. Tôi lựa chọn Vua Nệm là tại vì có người quen đã sử dụng dịch vụ tại Vua Nệm rồi, thì thấy là chất lượng của Vua Nệm rất là tốt. Và đây là một cái nơi mà có rất nhiều các cái sản phẩm mà có chất lượng cao thì tôi đã lựa chọn Vua Nệm. Được thành lập từ năm 2007, với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Devico và cửa hàng đầu tiên được mở tại Hà Nội với tên gọi Đệm.vn. Trải qua 10 năm phát triển và trưởng thành, năm 2017, đứng trước nhu cầu phát triển mới, công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Vua Nệm và nhận được sự đầu tư của Quỹ Đầu tư Mekong Capital. Đây là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng, với mục tiêu mang đến giấc ngủ ngon cho mọi nhà, cùng những ưu điểm như hàng hóa chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã thương hiệu, cửa hàng rộng, sạch sẽ, thoáng mát. Khách hàng được trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định. Đội ngũ tư vấn thân thiện, chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi khác biệt và vượt ngoài mong đợi. Đó là chuỗi bán lẻ nệm duy nhất cho khách hàng trải nghiệm, nằm thử 100 ngày và bảo hành trọn đời. Nên trong những năm qua, Vua Nệm đã nhận được sự tín nhiệm của khách hàng đối tác. Năm 2020, Vua Nệm đã có mặt tại 27 tỉnh thành trên cả nước với gần 100 cửa hàng, doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 600 lao động. Để đạt được những thành công như vậy, không thể không nói đến vai trò của ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vua Nệm. Với những lối đi riêng cùng cách làm sáng tạo, ông được đánh giá là thủ lĩnh quyết đoán, nhanh nhạy, nhiệt huyết, giản dị, và có thể thấy điều ấy qua cách ông nghĩ, những việc ông làm, đơn giản chỉ vì đam mê. Vì vậy, ông đã làm theo tiếng gọi của niềm đam mê ấy và đã có những thành công nhất định. Giấc ngủ rất là quan trọng, 1/3 cuộc đời chúng ta dành để ngủ. Chính vì thế mà Vua Nệm có cái sứ mệnh là mang đến giấc ngủ ngon. Chúng tôi rất là quan tâm đến sức khỏe, giấc ngủ của cộng đồng. Và thông qua cái việc mà khai trương cái cửa hàng Trần Duy Hưng là cửa hàng đầu tiên trải nghiệm theo mô hình mới, chúng tôi muốn gửi đến các quý khách và những cái đối tác chiến lược là đây sẽ là một cửa hàng kiểu mẫu để sắp tới nó sẽ là một cái khả năng để nhân rộng lên toàn quốc trong năm nay. Và mục tiêu của Vua Nệm là đến cuối năm 2021 chúng tôi sẽ có 160 cửa hàng. Theo những nghiên cứu nội bộ của chúng tôi thì có hơn 40% dân số đang không có nệm. Đó là một cái cơ hội thị trường mà rất là tiềm năng. Chính vì thế mà Mekong Capital đã cùng mà đồng hành với chúng tôi để cùng hiện thực hóa cái tầm nhìn mà mở đến 500 cửa hàng vào năm 2023. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những dự định và sản phẩm của Công ty Cổ phần Vua Nệm sẽ phát triển hơn nữa, được nhiều khách hàng biết đến và sử dụng hơn nữa. Để thành công, lại nối tiếp thành công với doanh nhân Hoàng Tuấn Anh cùng Công ty Cổ phần Vua Nệm.